để quán cà phê nhà gỗ. Xã hội ngày càng phát triển nên thói quen đi cà phê với bạn bè, bàn công việc đã trở thành văn hóa chung của phần lớn người Việt Nam. Chính vì vậy, thị trường kinh doanh quán cà phê ngày càng nhộn nhịp và được nhiều nhà đầu tư chú ý. Tuy nhiên, không phải mô hình kinh doanh cà phê nào cũng thành công. Chính bởi vì có rất nhiều thiết kế quán cà phê độc đáo thú vị ra đời và thiết kế quán cà phê nhà gỗ cũng là một ý tưởng vô cùng mới lạ. Nếu bạn đang hứng thú với mô hình này, hãy cùng tôi tìm hiểu về cách deco quán cà phê nhà gỗ nhé. Gỗ là chất liệu được ưu tiên sử dụng trong thiết kế kiến trúc nội thất bởi bề ngoài ấm áp gần gũi nhưng không kém phần sang trọng. Thiết kế quán cà phê bằng gỗ vì thế được rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn cho mô hình kinh doanh của mình. Và nếu bạn đang có dự định bước chân vào lĩnh vực này thì hãy bỏ túi ngay những cẩm nang sau để sở hữu một quán cà phê bằng gỗ và phong cách lạ mắt độc đáo thu hút khách hàng. Màu sắc đặc trưng trong thiết kế cà phê nhà gỗ. Nếu bạn muốn mang đến cảm giác ấm áp chắc chắn và đáng tin cậy với khách hàng thì hãy lựa chọn thiết kế với những gam màu sắc đơn giản tự nhiên để tạo sự hài hòa thoải mái và gần gũi trong không gian. Vì lựa chọn chất liệu gỗ nên thông thường màu sắc gỗ tự nhiên sẽ được ưu ái hơn cả. Hãy chú ý khi lựa chọn màu chủ đạo thì nên để màu này chiếm 60% màu sắc trong không gian quán. Đây là màu nên thương hiệu, đồng thời là màu chủ đạo giúp thể hiện phong cách của quán. Ngoài màu chủ đạo, bạn nên kết hợp với những màu nhấn mạnh và đan xen với các màu khác để tạo nên sự hài hòa cũng như làm nổi bật và gây ấn tượng cho quán. Nội thất trong quán cà phê nhà gỗ. Khi nghĩ đến nội thất gỗ, người ta thường nghĩ đến những khối vật cứng nhắc. Chính vì vậy, khi lựa chọn nội thất cho quán phải thật cẩn thận. Đồ gỗ có rất nhiều ưu điểm như giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bạn có thể lựa chọn gỗ màu nâu vàng kết hợp với những gam màu thạch để tạo nên sự độc đáo. Tuy nhiên, đừng bó hẹp trong việc toàn bộ nội thất đều bằng gỗ. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp nhiều vật liệu khác nhau để tạo nên sự mới mẻ độc lạ cho quán. Ngoài ra, việc sử dụng tre gỗ để làm tường và các mặt ngăn cách cũng là một ý tưởng khá thú vị. Lưu ý hãy chọn tre lâu năm có tính chịu nhiệt, chịu nước cao và chống thấm, xử lý kỹ nhưng không làm mất vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu. Việc lựa chọn nội thất tre gỗ cũng sẽ tạo nên cảm giác gần gũi thân quen với khách hàng. Không gian trang trí quán cà phê nhà gỗ. Sở hữu một quán cà phê nhà gỗ đẹp là niềm tự hào lớn của các nhà đầu tư và cũng là nhờ không gian đó mà giúp quán tăng được doanh thu bán hàng và tần suất khách hàng đến thăm quán. Ngoài việc bố trí không gian một cách hợp lý, đừng quên bố trí thêm những cây xanh mang đến cho không gian thoải mái, thư giãn, thoáng mát. Quán cà phê không chỉ bán đồ uống mà còn bán cả không gian, chỗ ngồi đẹp. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của cảnh quan và view nhìn. Nên nếu có thể hãy xây dựng quán có lầu và có thể hướng đến những view nhìn đẹp đẽ để thu hút khách hàng nhé. Phong cách thiết kế quán cà phê nhà gỗ. Các phong cách thiết kế quán cà phê nhà gỗ đẹp nhất. Chất liệu gỗ từ lâu đã là một trong những chất liệu được yêu thích nhất khi thiết kế quán cà phê bởi độ sang trọng, tinh tế mà nó mang lại. Tuy nhiên, ngày càng nhiều chất liệu gỗ càng được sử dụng cho các phong cách thiết kế đa dạng chứ không còn bó khuân trong một phong cách nhất định nữa. Mỗi quán tùy thuộc vào mặt bằng và đối tượng khách hàng nhắm tới mà đưa ra cho mình những phong cách thiết kế phù hợp nhất. Phong cách vintage. Phong cách quán cà phê gỗ mang phong cách vintage là xu hướng được rất ưa chuộng trong một vài năm trở lại đây bởi vì tính thẩm mỹ cao, tạo không gian đẹp lãng mạn, rất được phái đẹp ưa chuộng, thường giao lưu trò chuyện cùng hội chị em và chụp những bức ảnh xinh đẹp quay trên mạng xã hội. Sự tinh tế của chất liệu gỗ vô tình lại rất phù hợp với thiết kế phong cách vintage cổ điển mà lại không gian ngọt ngào làm tâm hồn người ta trở nên dịu lại giữa những lo toan hối hả của cuộc sống. Phong cách công nghiệp tưởng chừng như phong cách công nghiệp chỉ dành cho những chất liệu gạch thép xi măng thô cứng, nhưng với thiết kế tài tình của các vị kiến trúc sư đã vô tình làm nó trở nên rất hài hòa với chất liệu gỗ. Những mặt tường gạch đỏ không chassis tạo nên cảm giác phóng khoáng, những khung thép tự do mạnh mẽ lại vô cùng ăn ý với những bộ bàn ghế gỗ đơn giản nhẹ nhàng hứa hẹn sẽ làm cho các quý ông đổ ầm ầm. Phong cách Scandinavian. Nhắc đến phong cách Scandinavian, người ta liên tưởng ngay đến sự tinh tế, đơn giản và vô cùng đẳng cấp đến từ vùng Bắc Âu. Tuy nhiên, bên cạnh sự đẳng cấp tinh tế kết hợp với sự sang trọng ấm áp đến từ chất liệu gỗ, hứa hẹn sẽ mang lại một sự hoàn hảo vượt ngoài mong đợi. Trong thiết kế mang phong cách Scandinavian thì phong cách tông trắng thường là tông màu chủ đạo kết hợp với những bộ bàn ghế trang nhã, những kệ đồ để đồ xinh xắn đẹp đẽ. Phong cách cổ điển, những người lớn tuổi sẽ yêu thích phong cách này. Chắc chắn đây là cũng là một phong cách thiết kế ruột của chất liệu gỗ. Bạn có thể thỏa sức sử dụng gỗ trong mọi chi tiết từ sàn nhà, ốp tường, tủ lạnh hay vách ngăn, bàn ghế. Tuy nhiên, để tránh việc gây cảm giác đơn điệu, bạn hãy phối hợp với những chất liệu khác như gốm sứ làm bình hoa, những họa tiết hoa chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp. Chi phí thiết kế quán cà phê nhà gỗ. Giá thi công thường sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diện tích phong cách quán, chất liệu nội ngoại thất. Do đó, để biết được chính xác, hãy xác định rõ chi phí thiết kế quán cà phê nhà gỗ. Chủ đầu tư hãy xác định rõ phong cách đang muốn hướng đến và phần trăm chất liệu gỗ trong quán là bao nhiêu. Quán ở trong nhà hay ngoài trời, thường thì chi phí mở quán cà phê ngoài trời sẽ ít hơn chi phí cà phê trong nhà 40%. Ngoài các chi phí xây dựng trang trí thông thường ở quán cà phê, thì ở quán cà phê nhà gỗ, chi phí được quan tâm nhiều nhất vẫn là gỗ. Thông thường gỗ được sử dụng là gỗ thông, gỗ ghép hay chê nứa. Hiện giá gỗ thông trên thị trường sẽ có giá tầm từ 2 đến 4 triệu đồng trên một mét vuông. Gỗ ghép có giá tầm từ 1 đến 2 triệu đồng trên một mét vuông. Ngoài ra gỗ sồi có giá từ 5 đến 7 triệu đồng trên một mét vuông. Tùy vào nhu cầu, diện tích cũng như phong cách quán mà chủ đầu tư hãy lựa chọn một chất liệu phù hợp với chi phí đầu tư. Trên đây là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn về những bí quyết thiết kế quán cà phê nhà gỗ đẹp.
để nhận thêm nhiều video bổ ích, các bạn hãy nhấn nút subscribe bên dưới để nhận